Tiếp nối chương trình với các thông tin thời tiết về diễn biến đợt không khí lạnh mới tràn xuống nước ta, từ biên tập viên Hương Liên, xin mời chị ạ. Vâng, Thụy Vân và thưa quý vị khán giả, sau nhiều ngày nóng ấm thì hôm nay những chiếc áo khoác của mùa đông lại xuất hiện trên đường phố Hà Nội để kịp thích nghi với gió rét. Không khí lạnh về đã xua tan hoàn toàn bầu không khí ấm nóng trước đó. Nhiệt độ ngoài trời Hà Nội lúc này đang khoảng 20 độ, kèm gió đông bắc thổi cấp 3, trời rét nhẹ dễ chịu. Mức nhiệt này thấp hơn khoảng 6 độ so với cùng thời điểm ngày hôm qua. Dự báo chiều nay Hà Nội duy trì tiết trời tạnh giáo, gió đông bắc thổi đều đặn, giữ nhiệt độ ít thay đổi, cao nhất sẽ là 20-21 độ. Đến tối chúng ta sẽ cảm thấy rét hơn khi mà nền nhiệt hạ xuống còn 18 độ. Các nơi khác của miền Bắc hôm nay cũng nhiều mây và rét. Một số nơi vùng núi là Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu có lúc có mưa nhỏ, nhiệt độ phổ biến 17-21 độ. Thời tiết chuyển rét, người cao tuổi dễ bị đau xương khớp, đầu gối bị tê cứng. Để làm giảm những cơn đau, quý vị có thể làm ấm xung quanh vị trí đau bằng dầu hoặc là chườm nóng. Không nên xoa bóp trực tiếp lên vùng khớp bị viêm. Khi làm việc thì không ngồi quá lâu một tư thế, thi thoảng nên vận động đi lại. Ở phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh chiều nay trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất ở khu vực trung tâm các huyện Củ Chi, Hóc Môn và thành phố Thủ Đức là 33 độ. Cảm giác khá nóng. Nhờ gần phía biển, Cần Giờ và Nhà Bè có bầu không khí dịu hơn, nhiệt độ không quá 32 độ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.